Thưa quý vị khán giả, là triển khai chương trình hợp tác xã liên kết với nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Tập đoàn Vingroup triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2022 cho tới nay, sau gần 2 năm thực hiện, đã có gần 100 hợp tác xã xuất sắc ở trên cả nước được lựa chọn để tham gia chương trình. Và cũng xin được chia sẻ thêm là mỗi hợp tác xã đã nhận được khoản hỗ trợ về tài chính để đầu tư về máy móc, con giống, cũng như là khoa học kỹ thuật hay vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, góp phần gia tăng sinh kế, tạo việc làm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế ngay tại địa phương. Bước sang hợp phần tiếp theo, chương trình đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt của hợp tác xã và các hộ khuyến nông cơ sở. Mới đây, khóa học đầu tiên đã được chính thức triển khai tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Là một trong những hợp tác xã đầu tiên tham gia chương trình, hợp tác xã Bò Mông số 11 tại huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên là hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi bò. Từ chăn nuôi đơn thuần, sau khi tham gia chương trình, hợp tác xã liên kết với nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Hợp tác xã Bò Mông số 11 đã bắt đầu có những sản phẩm sau chế biến giá trị cao. Tham gia khóa học lần này, chị Trang kỳ vọng được học hỏi thêm nhiều kỹ năng phục vụ điều hành và sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Thật ra là đối với bản chất của hợp tác xã thì hầu như là cái kỹ năng quản lý đều còn yếu, vì là thường thường là lãnh đạo của hợp tác xã thì cũng bản chất cũng là bà con mà lên. Cho nên là khi mà có những cái buổi tập huấn như này thì mình cảm thấy là nó cũng rất là phù hợp và để cho sự phát triển của hợp tác xã nó phát triển mạnh hơn. Mình đi tập huấn như thế này về thì mình điều hành hợp tác xã nó sẽ theo cái định hướng và là khoa học. Hiện nay thì hợp tác xã thì bắt đầu cũng có sản phẩm chế biến, cho nên là mình rất mong muốn là cái kỹ năng quản lý là một, và cái thứ hai nữa là cái truyền thông sản phẩm. Thì thông qua cái lớp học này thì mình thấy là nó khá là phù hợp với hợp tác xã. Khai giảng lớp đầu tiên, chương trình hợp tác xã liên kết với nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững đã lựa chọn ra 20 hợp tác xã đến từ 7 tỉnh thành thuộc khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ là đơn vị triển khai đào tạo trực tiếp lần này với 9 chuyên đề được thiết kế theo bộ học phần, được xây dựng riêng theo đặt hàng và nhu cầu của các hợp tác xã. Trong cái chương trình này thì áp dụng thực tiễn, thực hành là chủ yếu. Chúng tôi có những cái hợp tác xã, những cái năng lực tư duy của họ hoặc những cái sản xuất của họ đã đạt một cái trình độ cao hơn rồi, thì chúng tôi dựa vào những cái thang bậc họ đang có thì chúng tôi phát triển ở những cái năng lực cao hơn. Và còn đối với những cái hợp tác xã họ bắt đầu khởi nghiệp, họ bắt đầu làm, thì chúng tôi xem nhu cầu của họ thì cũng xếp vào những cái năng lực đấy, và chúng tôi chia những cái nhóm lớp, những cái tổ hoạt động trong khóa tập huấn đấy riêng ra để chúng tôi đào tạo phù hợp với cái năng lực của họ, để với khi họ tiếp thu được những kiến thức thực tiễn, kiến thức ý nghĩa để phục vụ cho hoạt động của địa phương của họ, và bằng cách là về và triển khai thực tế sản xuất ngay lập tức. Dựa trên năng lực, trình độ và lĩnh vực chuyên môn của từng hợp tác xã, toàn bộ học viên trong lớp được chia thành các nhóm bao gồm các hợp tác xã chăn nuôi, dược liệu và chế biến chè. Bên cạnh các kỹ năng về quản trị, kế toán, kinh doanh, marketing hay truyền thông sản phẩm cũng được chú trọng đào tạo trong khóa tập huấn lần này. Khi mà tổ chức một lớp tập huấn như thế này thì ngoài cái việc họ được nâng cao cái năng lực quản lý, quản trị hợp tác xã và nâng cao cái năng lực về sản xuất, nâng cao năng suất và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, thì họ sẽ có cái cơ hội kết nối với nhau, sẽ học tập kinh nghiệm từ nhau và đồng hành cùng với nhau. Giai đoạn tiếp theo là chúng tôi sẽ nhóm các hợp tác xã này trở thành một cái nhóm lớn, có cái sự liên kết, có cái tuần hoàn, chuỗi tuần hoàn cung cấp, cung ứng cho nhau để xây dựng thành một cái chuỗi giá trị nó bền vững hơn và lâu dài hơn. Như vậy rằng là việc đào tạo này không phải là chỉ cho những hợp tác xã hiện nay họ đã tham gia chương trình, mà còn cho những cái hợp tác xã mà sắp tới cũng sẽ khi mà tiếp nhận vốn quay vòng từ các cái hợp tác xã đã tham gia được rồi. Thế như vậy là tạo ra những cái chu kỳ quay vòng như vậy. Thì đối với cả kết thúc của cái hợp phần tập huấn này, nó sẽ hình thành được lên được một cái bộ cẩm nang cũng như là tài liệu để làm thế nào các hợp tác xã có thể căn cứ vào đấy để họ có thể tra cứu, họ có thể vận dụng để trong cái hoạt động thực tiễn của hợp tác xã đó để nói kinh tế vươn lên. Đấy là cái kỳ vọng của chúng tôi khi xây dựng chương trình. Khóa đầu tiên dự kiến sẽ bế giảng vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Dự kiến các khóa đào tạo như thế này sẽ được triển khai rộng khắp tại các vùng miền trên cả nước trong thời gian tới.
Vị khán giả, là trong thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia và qua đó tạo động lực để khích lệ nông dân hăng hái thi đua, lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn. Và ngay tại thủ đô Hà Nội thì có một nông dân gần 60 tuổi rồi nhưng không có suy nghĩ nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Ông sở hữu một trang trại kết hợp trồng hoa cúc và cây ăn quả theo mùa, mỗi năm mang lại thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ người nông dân đặc biệt này. Trên diện tích 2 hectare đất, không khí lao động sản xuất tại trang trại của ông Bùi Văn Hiệp lúc nào cũng rất khẩn trương. Không chuyên sâu về một loại cây trồng, ông Hiệp lựa chọn trồng nhiều loại cây hoa màu và cây ăn quả khác nhau như ổi, bưởi, mít, hồng xiêm, hoa cúc các loại theo mùa. Mô hình trồng hoa kết hợp cây ăn quả của ông Hiệp đã mang lại thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Chúng tôi những năm đầu thì doanh thu nó chỉ đến 4-500 triệu. Thế sau khi này về sau này thì dần dần chúng tôi các cây ăn quả cho được nguồn thu nhiều hơn thì nó được lên cao nhiều. Thế cứ dần dần 7-800 lên bây giờ cũng đại khái trên dưới 1 tỷ đồng trên một năm doanh thu. Thế cho nên là cũng đã chi trả công bà con là 7 lao động thường xuyên và 4 đến 5 lao động là thời vụ. Với kinh nghiệm 15 năm trồng hoa cúc, ông Hiệp có nhiều bí quyết trong việc trồng hoa từ giai đoạn cây giống đến chăm sóc hoa thương phẩm. Trung bình một năm ông trồng được 2 vụ hoa cúc. Dù giá cả đầu ra cũng lên xuống phụ thuộc vào thị trường, nhưng so với nhiều loại cây trồng, hoa cúc vẫn cho thu nhập cao và ổn định. Ngoài diện tích trồng hoa cúc, ông Hiệp đã dành hơn 1 hectare để trồng cây ăn quả. Trong đó, trên 300 gốc ổi, 300 gốc hồng xiêm và khoảng 200 gốc chanh, bưởi, mít. Hiện nay, những gốc ổi của ông Hiệp đã bước sang năm thứ 8, một năm thu hoạch 2 vụ. Trung bình mỗi một gốc ổi như thế này cho thu chừng 50kg quả một vụ. Giá bán thì bây giờ, theo thị trường là như tôi bán bây giờ đang là 15.000 một cân ra buôn. Đấy, còn thì nó đến mùa đông nó thiếu cái hàng và các mặt hàng nó ngon và chất lượng của nó ngon hơn thì lại bán 20.000. Mô hình kinh tế của gia đình ông Hiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập trung bình 7 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn có 4 đến 5 lao động thời vụ. Không những thế, ông Hiệp còn giúp đỡ, hỗ trợ về cây giống, tạo điều kiện cho nhiều hội viên nông dân tại địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh. Tôi năm nay 67 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn còn đi làm, lương cũng đảm bảo cũng được gần 7 triệu. Thì đối với bác Hiệp, đây là một những cái gương hội viên nông dân rất là tiêu biểu của xã. Với cái tinh thần tuổi cao, nhưng mà ý chí lao động của bác là rất là tốt. Cũng là cái gương để cho ngay chúng tôi, rồi trong lãnh đạo hội nông dân xã, rồi cũng để truyền đạt tới hội viên trong toàn xã để học tập theo cái gương của bác. Với tư duy tấc đất tấc vàng, nhanh nhạy trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, ông Bùi Văn Hiệp đã trở thành gương sáng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội trong nhiều năm liền. Khi đã ở tuổi gần 60, ông Hiệp vẫn luôn đau đáu làm sao khai thác hết được giá trị của đồng đất quê hương.